Nếu bạn chưa biết bắt đầu từ đâu thì dự án phim ngắn CJ sẽ là bước đầu tiên trên con đường hiện thực hóa giấc mơ điện ảnh của bạn. Kinh phí luôn là một thách thức lớn đối với các nhà làm phim trẻ, do vậy đây là một cơ hội rất là tốt để các bạn có thể thực hiện những dự án mà mình đang ấp ủ. Chặng đường làm phim sẽ có nhiều thử thách, đừng lo, chúng tôi luôn đồng hành cùng các bạn. Nhưng chính các bạn phải là những người chủ động bước những bước chân đầu tiên trên hành trình này. Các liên hoan phim quốc tế đang trông chờ được lắng nghe tiếng nói của những nhà làm phim Việt Nam. Hãy để cho câu chuyện của các bạn lên tiếng.